chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh thúy trần bất động sản bình dương hiện tại thúy trần đang có mặt ngay tại dự án thăng long center city hay còn được gọi là dự án thăng long 2 đây là một trong những siêu dự án nằm tọa lạc tại khu vực thị trấn đại uyên huyện bầu bàng tỉnh bình dương làm liên kề với cụm khu công nghiệp bầu bàng và khu trung tâm hành chính bầu bàng vâng được coi là một trong những dự án đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư chúng ta săn đón và quan tâm không chỉ bởi vì là một siêu dự án với đầy đủ các cơ sở hạ tầng như hệ thống điện âm nước máy, mà dự án Thăng Long Center City còn có tất cả các dãy nhà phố đã được xây dựng, rồi cũng như là chợ đêm đã được hình thành và điều đặc biệt hơn nữa là dự án còn có một quỹ đất dùng để làm tiện ích Thăng Long Sports Center, hay còn được gọi là khu thể thao của chúng ta. Và bây giờ thì Trần xin mời cả nhà chúng ta cùng đi vào bên trong à, xem khu thể thao của chúng ta có những đặc điểm gì nổi bật nữa nhé. bây giờ thì đang có mặt ngay bên trong khu thể thao của dự án Tăng Long Center City. Khu thể thao này đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động rồi thưa quý anh chị. Hiện tại thì khu thể thao có tới 3 sân bóng đá mini và trong thời gian tới sẽ hoàn thiện thêm 2 sân tennis nữa để đáp ứng được nhu cầu vui chơi và giải trí của cư dân trong dự án và cư dân trong khu vực. Thì dự án Tăng Long Center City và đặc biệt là Tăng Long Sports Center này sẽ đem lại nhiều giá trị cho quý anh chị và khách hàng. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương Ngày hôm nay Thúy Trần đang có mặt ngay tại khu vực khu thể thao của dự án Tăng Long Central City Đây chính là toàn bộ quỹ đất dùng để xây tiện ích Thăng Long Sports Center hay còn được gọi là khu thể thao của chúng ta Vâng, khu thể thao được đầu tư một cách bài bản về hạ tầng cũng như là bao gồm sân cỏ, sân tennis Các bạn, bây giờ thì đã có đến 3 sân bóng đá mini đã được đưa vào hoạt động để đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của cư dân trong khu vực và trong thời gian tiếp thì hai sân tennis sẽ tiếp tục được hình thành. Vâng và bây giờ thì Trang xin mời cả nhà chúng ta cùng ngắm nhìn toàn bộ công cảnh của sân bóng.